quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của tỉnh, thì tất cả các trường mầm non trên địa bàn Hà Nam sẽ kết thúc năm học sớm từ tháng 5. Học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp và các trường dạy nghề và đại học trên địa bàn sẽ tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 23 tháng 5. Tuy nhiên, thì học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 sẽ trở lại trường từ ngày 17 tháng 5 tới. Lý nhân là địa phương đang có dịch và nhiều nơi trên địa bàn huyện đang trong thời gian phong tỏa và giãn cách xã hội. Thực hiện cái chỉ đạo của tỉnh, thì lý nhân đã có những cái giải pháp như thế nào đối với các trường học để vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, vừa tổ chức tốt cái việc ôn tập và hoàn thành chương trình năm học 2020-2021. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thu, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Lý Nhân. Thưa bà, năm học 2020-2021 chuẩn bị kết thúc thì các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã phải dừng giảng dạy và học tập do dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn huyện Lý Nhân. Nằm ở vùng dịch thì trước những cái tác động của dịch bệnh, ngành giáo dục và đào tạo Lý Nhân đã có những cái giải pháp như thế nào để các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình năm học và tổ chức ôn tập tốt cho học sinh lớp 9? Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất là phức tạp, thì thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Tạo của huyện Lý Nhân, thì Phòng Giáo dục Tạo đã chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục, thứ nhất là thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thứ hai là hướng dẫn các trường tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học và phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 3 tháng 5. Đến nay, theo quan điểm của Bộ Giáo dục Đào tạo là tạm dừng đến trường, không dừng việc học. Thứ ba là chỉ đạo các trường chủ động điều chỉnh cái kế hoạch giáo dục nhà trường, xây dựng cái kế hoạch dạy học trực tuyến và các cái hình thức hỗ trợ học tập khác phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị để hoàn thành kế hoạch năm học theo cái lịch là trước 31 tháng 5 2021. Đến đây thì 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở của huyện Lý Nhân đã điều chỉnh nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện dạy học trực tuyến, hỗ trợ cho học sinh học tại nhà phù hợp với điều kiện thực tế. Đối với học sinh trong vùng cách ly và đang thực hiện cách ly tập trung thì sao thưa bà? Đối với 48 cái trẻ và học sinh ở cái diện F1 thì Phòng Giáo dục Tạo cũng chỉ đạo các trường học mà có học sinh thuộc diện này thì có những cái biện pháp phù hợp. Đối với trẻ học sinh học mầm non ấy, cái bé thì đều được đi cách ly tập trung cùng với lại cha mẹ, tức là đi chủ yếu là với mẹ. Thì chúng tôi thường xuyên, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên hệ với lại gia đình để có thể thứ nhất là tư vấn hướng dẫn về cái việc chăm sóc, rồi hỗ trợ cái hoạt động ở nhà của trẻ nó phù hợp với cái quá trình giáo dục như ở trường. Thế đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở thì chủ yếu là các em cũng đi cùng với cha mẹ, cho nên chúng tôi phải đề nghị hỗ trợ từ gia đình cái điện thoại thông minh rồi máy tính để có thể hỗ trợ các em trong quá trình học tập ở khu cách ly. Giáo viên chủ nhiệm lớp rồi hiệu trưởng các trường thì cập nhật cái tình hình ở khu cách ly của các trẻ và học sinh rất là tốt. Có sự hỗ trợ trực tiếp cho gia đình rất hiệu quả trong cái quá trình mà các em, các bé cũng như là học sinh ở khu cách ly tập trung. Năm nay cũng là năm mà chúng ta tiếp tục triển khai cái chương trình sách giáo khoa phổ thông với việc đưa sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 vào giảng dạy. Dịch bệnh bùng phát đúng vào cái thời điểm mà chúng ta đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai sách giáo khoa mới. Xin bà cho biết những cái ảnh hưởng cụ thể như thế nào? Về cái việc chuẩn bị chương trình và sách giáo khoa mới để thực hiện vào năm học 2021-2022 thì ngành giáo dục tạo Lý Nhân cũng như là các cái phòng giáo dục đào tạo của tỉnh Hà Nam thì thực hiện chỉ đạo của sở thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thứ nhất là về mặt đội ngũ thì trong năm học 2020-2021 thì các phòng giáo dục đào tạo của toàn tỉnh cũng như phòng giáo dục tạo huyện Lý Nhân thì cũng đã bố trí để bồi dưỡng đội ngũ để tham gia những cái lớp tập huấn do Bộ Giáo dục Tạo tổ chức rồi Sở Giáo dục Tạo tổ chức. Sau này thì cái lực lượng cán bộ cốt cán này sẽ là cái lực nòng cốt để triển khai tập huấn ở cơ sở. Thứ hai nữa là về cái việc xây dựng chương trình lựa chọn sách giáo khoa ấy, thì việc thứ hai là lựa chọn sách giáo khoa thì ngành giáo dục tạo huyện Lý Nhân cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện rất là nghiêm túc và lấy ý kiến của tất cả giáo viên
của đội ngũ nhà giáo toàn ngành để có thể có được những cái nội dung đề xuất nó phù hợp với thực tế và đảm bảo cái tính khoa học cũng như là cái các yêu cầu theo cái tiêu chí của sách giáo khoa mà Bộ Giáo dục Tạo đã ban hành. Vâng, tại cái cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh hôm 12 tháng 5 thì tỉnh đã có một cái quyết định là cho các trường mầm non kết thúc năm học sớm, không thu tiền học phí của các cháu từ tháng 5. Vấn đề này có một cái ảnh hưởng đến cái tình hình hoạt động của các nhà trường không thưa bà? Ngay sau cái họp trực tuyến thì chúng tôi đã chỉ đạo bộ phận kế hoạch tài vụ lên phương án sẽ có cái bố trí cái kinh phí cho nó phù hợp. Thứ nhất là bởi vì nó có liên quan đến 40% cái kinh phí học phí là đưa vào quỹ lương thì sau này sẽ báo cáo với Ủy ban huyện để có cái điều chỉnh. Thứ hai nữa còn 60% còn lại chia các trường chúng tôi cũng sẽ đã lên kế hoạch có cái điều chỉnh sao cho nó phù hợp với thực tế và không làm ảnh hưởng đến cái đời sống của giáo viên, đặc biệt là trực tiếp là giáo viên mầm non. Xin cảm ơn bà.